bắt đầu có tiền là bị ảnh hưởng rồi. À, kỳ vọng nhiều, xong đi ăn không được như thế. Thời đại này nó không dễ tẩy trắng như ngày xưa nữa rồi. Ngày xưa thì không bị ảnh hưởng bởi đồng tiền. Thế bây giờ thì như thế nào? Nhà hàng thì trả tiền để mình muốn khen. Ăn thử để không bao giờ ăn thật. Xin kính chào tất cả quý vị khán giả yêu quý của chương trình Tự Do Tài Chính mùa 2 phiên bản Smart Money. Thưa quý vị, yêu thì phải nói, đói thì phải ăn. Thế nhưng tình yêu chỉ là hạt cát vì đồ ăn đã lấn át tình yêu, mà độc lập tự do, miếng nào to thì ta phải gắp. Chính bởi vậy mà ngày nay thì có rất là nhiều những food reviewer, những người được mệnh danh là ăn hộ cả thiên hạ. Giới trẻ thì đang cho rằng đây là một nghề rất là hot, một nghề ăn thử nhưng mà kiếm tiền thật. Và thực hư thì câu chuyện những KOL, KOC đang kiếm tiền, tiêu tiền trên mạng xã hội như thế nào? Chúng ta liệu có nên có những quy định để kiểm soát họ hay không? Chúng ta hãy cùng đến với vị khách mời đặc biệt ngày hôm nay, chính là một food reviewer nổi tiếng đời đầu và được rất nhiều người yêu mến, anh Ninh Tito. Xin chào các bạn. Anh Vũ Trung Ninh, hay còn gọi là Ninh Tito, thuộc thế hệ YouTuber ẩm thực đời đầu tại Việt Nam. Kênh YouTube của anh hiện có hơn 838.000 người đăng ký. Anh từng được vinh danh trong top 4 của đề cử hạng mục ẩm thực thuộc khuôn khổ giải thưởng Influencer tổ chức tại Malaysia. Và bây giờ anh Ninh đã có ngay một tô bún riêu rất là ngon lành trước mặt rồi ạ. Các bạn ơi, hiện tại thì trên bàn Ninh đang là một tô bún riêu rất là bắt mắt. Bình thường thì mình còn phải xin thêm cà chua cơ để cho cái tô này nó đẹp. Nhưng mà đây, wow, ở đây rất là tâm lý. Và bây giờ thì Ninh sẽ nếm thử nước trước nhá. Mời các bạn cùng ăn với mình. Vị chua vừa đủ, có vị ngọt này. Đó, và thơm cái mùi hành phi. Tuy nhiên với Ninh thì Ninh sẽ muốn thêm một chút ớt. Ăn bún riêu nó chua chua cay cay một chút sẽ ngon hơn. Với cá nhân của Ninh nhá, thì Ninh thấy rằng là cái tô này nó khá là chất lượng đấy. Cái nước dùng nó đậm đà. Tuy nhiên thì vị chua trong đây ý, nó hơi chua quá so với khẩu vị của mình. Nên là mình sẽ có thể cho thêm một chút ớt nữa, hoặc là các bạn có thể chế thêm một chút nước mắm để cân đối và hài hòa. Và sáng ra đừng quên uống một ly cà phê để cho tỉnh táo cả ngày nhé. Ninh nghĩ rằng là với thời điểm mà Ninh bắt đầu làm nghề này cách đây khoảng 5 năm thì nói thật là dễ. Tại vì là thời điểm đấy không có quá nhiều người làm giống mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nền tảng nó hạn chế, đặc biệt là không có TikTok. Và thứ ba là thời điểm đấy thì mình làm vì mình thực sự thích, mình đam mê, mình chưa bị ảnh hưởng bởi đồng tiền. Nên là để làm và kiếm tiền thì dễ. Nhưng đến thời điểm này khi mà có quá nhiều các content creator ra đời qua rất nhiều nền tảng thì nó lại là một câu chuyện khác. Em vừa bắt được một câu anh vừa nói, đấy là ngày xưa thì không bị ảnh hưởng bởi đồng tiền. Thế bây giờ thì như thế nào? Có bị ảnh hưởng bởi đồng tiền hay không? Có chứ. Ảnh hưởng như thế nào? Bắt đầu có tiền là bị ảnh hưởng rồi. Thật ra lúc đầu thì anh cũng là một giai đoạn là 2 năm đầu anh làm, gọi là làm hết mình, làm vì đam mê, không cần tiền. Vì lúc đấy là mình chỉ review đồ ăn đường phố thôi, thì cần gì nhiều tiền đâu, thì mình cứ làm thôi. Nhưng về sau khi bắt đầu có booking quảng cáo là nhà hàng thì trả tiền để mình muốn khen, để muốn mình khen. Nhưng mà mình thì không thể khen được giống như họ vì mình ăn không thấy như thế. Bắt đầu phải tìm cách cân bằng. Có giai đoạn nhá, anh thừa nhận là có giai đoạn kiểu mình khen hơi quá. Đôi khi là cái từ ngữ mình dùng nó hơi quá, khiến cho người xem người ta cảm thấy kỳ vọng nhiều, xong đi ăn không được như thế. Thì mình không phủ nhận điều đấy. Và mình nhận ra phát mình phải rút kinh nghiệm luôn. Chứ còn lúc đấy tiền lúc đấy còn không phải là quan trọng nhất. Tại vì là danh tiếng rồi cái uy tín của mình nó quan trọng hơn. Nên thời điểm đấy anh phải điều chỉnh. Ở cái thời điểm anh đỉnh cao nhất là thời điểm anh phải điều chỉnh chuyện đấy. Đỉnh cao nhất luôn, đi kèm với cả những cái khó khăn và thách thức nhất đúng không ạ? Thì thực ra bản thân em cũng là một người mà đã từng xem những cái review đồ ăn này. Rồi từ đó thì mình đi đến được những quán mình rất là ưng ý. Nhưng mà cũng có những lần thì thực sự phải nói là ăn thử để không bao giờ ăn thật. Thực sự là như thế. Anh có bí quyết nào dành cho những người đi ăn? Làm thế nào để có thể tránh được những cái review mà khen nhưng mà lại không công tâm như thế hay không? Bây giờ khán giả họ thông minh hơn
giai đoạn trước rất nhiều rằng họ không tin 100% review nữa. Một là họ sẽ lên tìm kiếm về quán đấy nhưng ở nhiều trang khác nhau để xem nó như thế nào. Hai là cứ thẳng thắn đến mà ăn thôi, không ngon thì thôi. Có nên tin 100% không thì không bao giờ. Chỉ coi chúng tôi là những cái người đưa ra cái gợi ý. Và bạn đi trải nghiệm không ngon thì thôi. Ok, khẩu vị còn là của bạn nữa đúng không? Đúng rồi. Thế thì khẩu vị tùy vào mỗi người như thế. Nhưng mà hiện nay em thấy là có một số những food review thì họ rất là thẳng thừng chê bai. Ngày này cũng đến quán mà có lẽ là mình ngại review nhất. Bởi vì trẻ trâu đông lắm các bạn ạ. Chưa ăn thì khó chịu ấy. Nhiều người bảo là cái dầu này là dầu từ hôm qua thì có phải không anh? Thế mọi người ăn thấy nhà mà tôi thấy nó cũng dở hơi gì ấy. Nó hơi giống kiểu thịt lợn xay ấy. Thì anh nghĩ đó là cái quyền cá nhân của họ. Khi mà họ được bộc lộ, đúng là tôi thấy không ngon mà. Đấy, hay là đấy đang là một cái phản ứng thái quá đối với một món ăn mà nó không hợp với khẩu vị của cá nhân mình. Dân mạng thì có thể coi nó là một cái sự thái quá. Nhưng với anh thì anh coi đó là một sự lựa chọn của cái người làm content. Ok, đúng, họ có thể thẳng tính thật và họ muốn chê trong clip của họ thì đấy là quyền của họ. Nhưng vấn đề là rằng là khi mà bạn còn nhỏ, ít người quan tâm thì bạn có thể thoải mái trong cái quyền của bạn. Nhưng khi có quá nhiều người quan tâm đến bạn và bạn có một sức ảnh hưởng nhất định và ngày càng lớn đi, thì bạn cần phải có trách nhiệm với từng hình ảnh, từng lời nói, từng cái file bạn dựng để đưa lên thành phẩm. Mình còn bám trụ được với nghề thì có sau này còn cớ mà kiếm tiền. Chứ nếu không nổi tiếng nhanh, trái chiều, mất nghề một phát, sau này còn không còn đường để đi bán đồ ăn hay là đi làm những cái kinh doanh khác khi mà cái tên tuổi của mình nó đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Còn thở là còn gỡ đúng không ạ? Như anh nói là có một số cửa hàng thì họ booking chẳng hạn. Thế nhưng có một số cửa hàng thì tôi cũng chẳng có nhu cầu. Tôi không hề có nhu cầu đón tiếp một reviewer nào đến. Thế nhưng mà các bạn vẫn đến và các bạn vẫn... Thậm chí là khi các bạn đến thì các bạn có chưa nói đến việc khen hay chê nhá. Việc các bạn review thôi, các bạn lấy ra chụp ảnh rồi nói các thứ cũng đã có thể ảnh hưởng đến cái nhịp phục vụ hàng ngày của các cửa hàng. Đó, có thể làm họ gián đoạn mất thêm thời gian hoặc là kiểu đông hơn hay như thế nào đó. Thì anh có xem đó là họ đang làm ảnh hưởng đến những cái mô hình kinh doanh đó hay không? Có, bằng một cách nào đấy chắc chắn ảnh hưởng. Thế nên vấn đề là càng làm mình mới càng cảm thấy cần phải tôn trọng cái việc kinh doanh của họ. Nên đến nếu xin phép, thật ra là bình thường anh sẽ hay gọi điện trước để xin phép. Còn nếu mà đến xin phép mà họ không cảm thấy thoải mái mà mình trình bày với một quán mình thực sự muốn quay đi, họ cũng không muốn, họ cũng không có nhu cầu, thì mình cũng không cố để làm sai lệch. Còn nhiều người sẽ là quán này cấm, tao càng quay để cho mà biết xem là khen hay chê hay như thế nào. Khi mà mình giơ máy quay lên, khán giả xung quanh họ sẽ không thoải mái khi ăn nữa, vì họ sợ họ bị vào hình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quán họ sẽ có thể không phục vụ như cách họ làm bình thường, họ sẽ làm ngon hơn chẳng hạn, thì cũng là sai. Và cái thứ ba là có những trường hợp anh đi quay và quán đông quá, điển hình như là bánh mì dân tổ chẳng hạn. Tức là trước đấy nó đã rất hot rồi, tự dưng mình đi quay xong nó thành một hiệu ứng xã hội luôn ấy, là từ trong Nam ra Bắc là bánh mì dân tổ. Và thậm chí đến cái mức mà quán đấy họ phải di rời địa điểm sang một bên khác, rồi một chỗ khác vì công an đến dẹp. Rồi thì các bạn đến quay quá đông thì cái nhịp quán ảnh hưởng nhiều lắm, họ không phục vụ được theo cách bình thường. Thì đấy là vừa là cái lợi vừa là cái hại mà bản thân mình đi mình không lường trước được nhá. Nên là bây giờ thì các quán họ rén thật. Anh không bao giờ chê một cái gì cả, nhưng thực tế là quán chê anh không bao giờ đăng lên. Anh sẽ góp ý cho chủ quán, thậm chí quán booking đến ăn thử. Và mình từ chối tại chỗ luôn. Nhiều khi cũng tiếc tiền chứ, tiếc lắm. Nhưng mà mình không thể đăng cái quán đấy lên được. Và nhiều khi mình cũng phải, mọi người cứ bảo mình phải chuông hoa lên, mình phải... Xéo sắt. Nhưng đấy không phải style của mình, và mình không muốn làm như vậy. Nói về xéo sắt thì thực ra em thấy có một số những cái video ở trên TikTok, thậm chí là họ còn để cái dòng hashtag là quyết tâm đạp đổ quán cơm gì gì đó rồi này. Thì em cảm thấy là như thế nó không hay một chút nào cả. Và khi mà các cái chủ hàng họ cũng có những người họ không nói gì cả, nhưng cũng có những người họ có những cái hành động rất là mạnh mẽ, là họ in ảnh của những em không nói đến ai, em cứ nói như vậy thôi đấy, dán, và thậm chí là có những cái dấu X là không tiếp cái vị này. Thì theo anh nghĩ là cái cách cư xử đó của chủ quán thì nó như nào, nó có đúng hay không, nó có vi phạm cái quyền gì đó của những food reviewer hay không? Thật ra nhá, khi mà food reviewer đăng lên và cư dân mạng có phản ứng thái quá thì quán họ phản ứng lại là chuyện bình thường. Nhưng thật ra cái chuyện mà cấm một người nào đấy đến quán ăn thì đôi khi nó cũng là một cái hơi thái quá thật. Nhưng mà cũng phải hiểu cho tâm lý của họ là họ đang bị sờ vào và họ đang bị mọi người nhìn vào một cách trái chiều kinh khủng.
áp lực lắm chứ, giống như anh thôi. Bây giờ ví dụ anh đi review một quán xong rồi quán đấy cấm anh thì bản thân anh cũng sẽ cảm thấy rằng là không ổn ở cả hai phía. Nhưng mà vì có cái nọ dẫn đến cái kia thôi, nên là khi mà mình bị như vậy bản thân mình phải nhìn lại chứ, không thể trách được bất cứ một ai mà tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, và đôi khi là tại cả người xem nữa. Ngày xưa mọi người hay có một cụm từ là cái gì, ảo tưởng sức mạnh cái thời của anh, nhưng đến thời bây giờ là gọi là cái gì, hào quang rực rỡ, gọi là cái gì, ngáo quyền lực chính xác. Nhưng đôi khi các bạn cũng phải xem lại quyền lực đấy là từ ai đưa cho, ai trao cho, hay là sức mạnh đấy là ai đưa cho. Một mình những người làm hay một mình quán ăn không bao giờ có được cái đấy, mà đôi khi đó là do chính khán giả trao cho họ cái quyền đó. Thì tại anh, tại ả, tại cả người xem. Thực ra cá nhân em thì em rất là không thích những cái bạn mà chê nhiều quá, dùng những cái từ ngữ nó không hay quá. Bởi vì thực ra là khi mà mình đến một quán ăn, em thì em không chỉ tập trung vào mỗi đồ ăn không. Bây giờ khi mà mình để mình có một cái trải nghiệm ăn uống nó vui vẻ, đôi khi có thể mình sẽ quan tâm đến không gian chẳng hạn. Ví dụ như là các chị em phụ nữ thì bao giờ cũng sẽ kiểu đấy, ngó nghiêng xem có chỗ nào để kiểu sống ảo nhưng mà đẹp thật hay không. Đấy, thế thì nói về không gian thì bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đi đến một cái địa điểm khác mà không gian nó đẹp hơn, để xem là đồ uống ở đó có ngon hơn hay không nhé. Okay. Bây giờ chuyển sang một cái không gian mà nó mở như thế này, open như thế này đấy, có cả gió mát. Thì liệu là nếu mà bây giờ có bát bún vừa nãy ở đây thì không biết là nó có ngon hơn không ạ anh đi? Anh nghĩ rằng là nó sẽ ngon hơn theo kiểu mình cảm nhận nó. Nhưng mà với anh nhá, thì cái bát bún vừa rồi có thể là nó sẽ không quá đặc biệt. Nó ngon đủ với cái mức giá là 40-45 nghìn, nhưng mà nó không quá đặc biệt để anh chia sẻ. Có những người sẽ thích, có những người không, nhưng với anh không thì anh sẽ không đăng. Anh sẽ hỏi lại team lúc nãy ăn thế nào, ngon không. Nếu mà bạn ấy cũng bình thường thì thôi, mình sẽ không đăng để cho người khác có thể trải nghiệm. Chứ mình cũng không kiểu đăng lên chê quá nó chua quá với các thứ để cho mà nó ảnh hưởng đến cái việc kinh doanh của quán. Thông thường thì trong team anh sẽ có bao nhiêu người cùng ăn thử giống như anh để đưa ra những cái trải nghiệm? Trước đây nó là một người ngồi sau máy quay, nhưng bây giờ là 2 người và 3 người rồi. Hiện tại thì team anh đang có 3 người để có thể chia nhau ra làm các nội dung. Anh mà thiếu người có thể gọi em. Em xin một suất đi ăn. Chuyển sang một cái không gian như thế này thì mình sẽ thấy là nó cũng dễ chịu hơn, nó cũng thoáng mát hơn. Thế thì chúng ta cũng thấy là không gian cũng là một cái quan trọng trong cái việc trải nghiệm ăn uống. Thì theo anh Ninh, với một cái kinh nghiệm bề dày 6 năm đúng không, của một food reviewer, thì đâu sẽ là những cái yếu tố mà người ăn sẽ nên, tức là người tiêu dùng chẳng hạn, nên chú ý để có thể chọn được một cái địa điểm ăn mà nó đáng đồng tiền bạc đạo? Trước đây thì anh nghĩ rằng là chất lượng đồ ăn phải là số 1. Nhưng đến thời điểm này, khi mà mình đã trải nghiệm đủ nhiều, thì mình thấy rằng là cái cảm giác thoải mái khi ăn ấy, cái cảm giác được chào đón ở đó ấy, và cái dịch vụ ấy, nó cần phải đặt lên hàng đầu. Tại vì là có thể món ăn thì ngày nọ ngày kia có thể ngon hoặc không, nhưng cái việc mình có muốn quay lại đấy hay không, cái sự niềm nở của chủ, của nhiệt tình của nhân viên và cái sự sạch sẽ của quán, nó là một cái cảm giác chung. Mình có muốn quay lại đấy hay không thì cái đấy anh bây giờ đặt lên số 1. Số 2 là chắc chắn đến chất lượng đồ ăn rồi. Tại vì không thể cứ 3 lần đến ăn một quán không ngon mà mình vẫn cắm đầu vào ăn được. Và thứ 3 đó chính là cái việc mà giá tiền. Quan trọng chứ. Đấy, thì đấy với anh là 3 cái yếu tố quan trọng nhất. Còn cái việc vệ sinh ấy, đôi khi mình chỉ biết qua cảm giác thôi, chứ còn rất khó để mình kiểm soát được vấn đề vệ sinh của một quán, và mình cũng không thể lao vào bếp bắt họ show ra cái nọ cái kia được. Nên rằng là vệ sinh vẫn là một yếu tố quan trọng, nhưng nó đến từ cái trách nhiệm của chủ quán và nhân viên. Chứ còn khách đến mà không cảm thấy ổn thì đương nhiên là sẽ thôi rồi. Từ nãy giờ thì em thấy anh liệt kê rất là nhiều những yếu tố này, đồ ăn này, rồi là vệ sinh này, rồi giá tiền này, phong cách phục vụ các thứ nữa. Đấy, thế thì đối với mỗi một cái yếu tố như vậy thì mỗi một cá nhân lại có những cái quy chuẩn khác nhau, đúng không? Ví dụ như thế, đối với anh như thế này là thân thiện, nhưng mà đối với em như thế nó lại thân thiện quá chẳng hạn. Theo anh, mình có nên có những cái quy chuẩn nào đó dành cho những cái KOC hay là KOL để cái việc mà họ review nó có theo một cái chuẩn mực nào đó hay không? Anh nghĩ là cần có, nhưng mà nó sẽ ở những cái yếu tố ví dụ như là không vi phạm thuần phong mỹ tục,
không làm trực tiếp ảnh hưởng sâu sắc đến một quán về việc kinh doanh của họ. Chứ còn cái việc mà họ nhận xét cái gì trước cái gì sau, họ thích cái gì trước cái gì sau, đấy là quyền tự do của họ. Nên là nó cũng sẽ hơi có một cái ranh giới nhất định khi giữa luật và giữa tự do. Có nghĩa là mình sẽ cần phải có cái phần kiểm soát, nhưng mà đồng thời cũng phải có cái không gian mở để cho những cái KOL hay KOC họ có thể sáng tạo. Chứ không thể nào mà có một cái quy chuẩn chung về cái việc review tất cả mọi người, đúng không ạ? Nhưng mà nói sâu hơn về cái phần kiểm soát thì họ là những cá thể rất là tự do. Ngày hôm nay, có khi ngày mai em kiểu được anh Ninh truyền cảm hứng, ngày mai em trở thành đấy, review luôn, đấy. Thế thì làm thế nào để kiểm soát được những cái người review mà họ cứ đang phải gọi là mọc lên như nấm như vậy ạ? Hiện tại thì có một vài cách. Thứ nhất là thường thì các nền tảng họ cũng có những cái bộ luật của họ. Nhưng anh nghĩ rằng là bộ luật đấy họ chưa update đủ nhanh theo cái gọi là xu hướng sản xuất một cách rất nhanh và phát triển của các bạn content creator. Thì dẫn đến việc là có những cái họ cấm rồi. Ví dụ như là up lên là rượu rồi hở ngực các thứ là họ che rồi. Nhưng mà có những cái khác để họ lách, để họ vẫn có thể đăng được những cái nội dung trái chiều lên. Thì bản thân cái việc drama cũng là một nội dung trái chiều. Nhưng làm thế nào để cấm được họ và nó đến đâu thì rất là khó. Thì cần luôn luôn có sự update từ bộ luật của các nền tảng. Và thứ hai là hiện tại thì các bạn content creator thì cũng đang thường tham gia vào các cái gọi là network quản lý. Trên YouTube có, Facebook có, TikTok có, để họ được bảo vệ quyền lợi. Thì đôi khi trách nhiệm của những người làm quản lý cho những cái nền tảng đó, họ cũng cần có những cái gọi là làm việc với content creator về tinh thần, rằng nên thế này không nên thế kia hơn. Và cần phải cho mọi người hiểu rằng là đi lên từ drama bạn có thể lên rất nhanh, nhưng thời đại này nó không dễ tẩy trắng như ngày xưa nữa rồi. Bạn không thể đi lên từ drama rồi bạn tẩy trắng thành một vai chính chuyên được nữa rồi, vì tiếng xấu nó muôn đời. Obo cũng cần phải được nâng cấp. Đúng rồi, không thể tẩy trắng được. Nên là nó cần có một cái định hướng về cái công việc của mình, con đường của mình nó rõ ràng hơn, chứ không thể vụt nhanh rồi gọi là một phút huy hoàng rồi chợt tắt ấy. Còn hơn le lói cả trăm năm, nhưng bây giờ le lói trăm năm là mới kiếm được tiền, nó mới có sự uy tín, chứ lên một phát rồi xuống thì phí cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân ra. Không nên gọi là ăn sổi, đúng không ạ? Mà nên xem đây là một cái nghề nghiêm túc và mình sẽ thực hiện nó một cách công tâm nghiêm túc để đi đường dài. Những cái KOL mà họ cũng có được những cái nguồn thu lớn thì họ nên dùng những cái nguồn thu đó như thế nào cho cái công việc này của họ? Mỗi người có một cách tiêu tiền. Nhưng với Ninh nhá, Ninh xin phép với các bạn là Ninh sẽ chia sẻ trên cái cách mình tiêu tiền. Với Ninh ấy, thông minh không phải là cái việc là mình kiếm được nhiều, nhưng cái chất lượng nội dung bao gồm cái việc content. Ví dụ ngày xưa Ninh đi review đường phố không thể kiếm nhiều rồi, Ninh vẫn cứ mãi đi suốt đường phố được. Mình phải nâng cấp lên, mình đi các cái nhà hàng cao cấp hơn, đi trải nghiệm các dịch vụ nó tốt hơn. Thứ hai, nâng cấp nội dung ở cái việc là chất lượng hình ảnh quay. Thiết bị mình không thể mãi quay bằng iPhone, cũng không thể mãi quay bằng một cái máy ảnh Alnet rung loạn lên cùi lên được. Hoặc là bản thân cái thiết bị dựng cũng vậy, để làm sao ngày càng chất lượng cái clip nó đi lên. Bởi vì fan nó sẽ bởi vì các bạn fan sẽ trưởng thành theo mình, và chắc chắn mãi họ sẽ không muốn một cái chất lượng như vậy. Và cái thứ ba là khi các bạn có tiền thì nên học thêm. Tại vì bất cứ lĩnh vực nào bây giờ thì các bạn mà chính chuyên học xong rồi ra làm cái nghề đấy, làm lĩnh vực đấy rất ít, mà thường là chúng ta sẽ tay ngang. Ví dụ như Ninh tự dưng làm food, nhiều bạn tự dưng đi review công nghệ, tự dưng đi du lịch. Nhưng mà vốn kiến thức của chúng ta qua các chuyến thì nó chỉ ở một mức độ nhất định, và chúng ta cần phải chủ động học. Thì cái việc tiêu tiền vào việc học cho chính content creator nó cũng rất là quan trọng. Và cái thứ tư, tiêu tiền cho cái việc làm hình ảnh của bản thân. Không thể cứ mãi mãi search về ông Ninh mà không ra một cái gì trên Google. Bản thân các bạn bây giờ có thể vào Google và search thử Ninh Tito xem nó ra cái gì. Mình đã phải đầu tư rất nhiều vào việc làm website, portfolio hay các thứ để khi họ tìm đến mình, họ biết mình là ai. Đương nhiên có thể không so sánh với ai là hơn ai cả, nhưng mà ít ra thì mình cũng đầu tư cho hình ảnh của mình. Và có một phần nhỏ nữa là cách để có thể đối diện với truyền thông, bao gồm xử lý khủng hoảng, bao gồm báo chí, bao gồm gọi là những cái lắt nhắt đi theo nó. Tức là có rất nhiều cái để đầu tư. Luôn nâng cấp bản thân để cho những người xem như chúng em
sẽ luôn có được những cái video mà chất lượng ngày càng tăng lên. Và một lần nữa xin được cảm ơn anh Ninh rất nhiều vì đã tham gia với talk ngày hôm nay của Smart Money. Rất là cảm ơn Smart Money đã cho Ninh cơ hội được chia sẻ. Và Ninh cũng có một lời cuối cùng muốn chia sẻ với tất cả các bạn khán giả thôi. Đó chính là đôi khi chúng ta đừng đổ lỗi cho những cái người chúng ta xem, mà chúng ta cần có sự lựa chọn thông minh. Khi mà chúng ta không xem những content nó bẩn nữa, khi mà chúng ta không ủng hộ drama quá nhiều nữa, thì tự khắc những cái vấn đề đó nó sẽ bị thanh lọc. Không còn ai xem nữa thì họ làm được gì nữa đâu. Nên là chúng ta mà có một cái cách xem thông minh, cách tiếp nhận thông minh, thì tự nhiên ở cái nội dung chúng ta xem và thị trường mạng nó cũng sẽ lành mạnh hơn thôi. Nên là bản thân chúng ta cũng phải thay đổi các bạn nhé. Vâng, và xin được cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Smart Money ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ Sunshine đã cùng đồng hành với chương trình. Quý vị hãy nhớ là theo dõi Smart Money vào thứ 6 hàng tuần, tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng số của VTV Money. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn.